Chào mừng các bạn đến với chương trình Fit for Men. Trải qua một thời gian lên sóng thì mình đã nhận được nhiều phản hồi hơn từ các bạn, đặc biệt là mọi người đang thắc mắc về một phần, đó chính là phần eo hông hay còn gọi là cơ chéo bụng. Liên quan đến phần eo hông hay là phần cơ chéo bụng của mình đó, thì mọi người lấy một thông số như thế này. Mọi người sẽ lấy vòng 2 của mình chia cho vòng 3. Thì với nam, nếu dao động từ 0.75 cho tới 0.8 là mọi người rất là đẹp, đồng nghĩa với việc là mình sẽ có một cơ hông rất là hoàn hảo. Thì chủ đề tuần này thì mình sẽ tiếp tục cho 3 bài tập cho cái phần cơ liên quan phần cơ chéo bụng. Đó là bài tập Medicine Ball Russian Treat Knee to Elbow and Side Plank. Rồi, mình sẽ bắt đầu vào với bài tập đầu tiên. Hai chân ở trên sàn, hai tay mình giữ bóng góc 45 độ. Khi mọi người xoay qua bên trái, hít vào, trở về vị trí trung tâm, thở ra. Qua bên phải, hít vào, trở về vị trí trung tâm, thở ra. Mọi người thường hay mắc ở một cái lỗi, đó chính là mình xoay quá nhanh. Thì khi mọi người xoay quá nhanh như vậy, nó sẽ rất là ảnh hưởng tới phần cột sống của mình. Knee to elbow, đặt hai tay hai bên phần sau gáy của mình, sau đó mình gập bụng lên, xoay qua góc 45 độ, tay phải chạm vào gối bên trái và ngược lại. Khi mình gập bụng lên, xoay qua, thở ra và trở về vị trí ban đầu, mình hít vào. Cố gắng làm chậm, bởi vì khi mình làm chậm thì nó sẽ tập trung nhiều vào phần cơ chế bụng của mình hơn. Bài cuối cùng đó là bài side plank. Mình nằm nghiêng về một bên, khuỷu tay của mình chạm sàn, bàn chân trên sàn, sau đó nâng hông mình lên, giữ ở tư thế này. Sau đó mình sẽ đổi bên. Mình cố gắng hóp bụng lại trong cái động tác này để giữ cho cái phần cơ trung tâm của mình cũng như là cơ chéo bụng nó được hoạt động hiệu quả nhất. Mọi người thường hay sai ở động tác này, đó là mình đưa cái hông của mình quá thấp và nó làm cho phần eo hông của mình không có hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Fit for Men. Đừng quên chia sẻ video clip và để lại comment ở bên dưới để Brad có thể phục vụ tất cả các bạn tốt hơn trong các video clip tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người.